Thôi, chào mừng anh em trở lại với kênh YouTube của Shop Beta Bình Dương. Xin chúc anh em có một năm mới thật dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý ha. Đây khoảng một năm nhân cái dịp nghỉ Tết đó, thì Long có làm một cái cuộc thi cá beta do chính Long tổ chức thôi, cá beta online đó, và được rất nhiều anh em hưởng ứng ha, và anh em nói là sang năm làm tiếp đó. Thì qua tới năm nay Long không có tổ chức cái cuộc thi cá online nữa, tại vì hôm nay Long sẽ giới thiệu cho anh em một cái cuộc thi cá beta online còn lớn hơn, hoành tráng hơn ha, quy mô lớn hơn nè. À, giải thưởng lớn hơn nè, và giám khảo xịn hơn luôn nè. Năm ngoái á, là giám khảo nghiệp dư thôi, còn năm nay là có giám khảo chuyên nghiệp chấm luôn ha. Và Long đảm bảo với anh em đây sẽ là cái cuộc thi cá beta online xịn nhất, chất lượng nhất Việt Nam trong năm nay luôn ha. Cuộc thi cá beta online đó được cái trang này tổ chức nè anh em, trang Beta Market này tổ chức, thì hình như là khoảng ngày 15 tháng 2 là sẽ hết hạn, coi như là cuộc thi đang diễn ra luôn đó. Video này Long sẽ hướng dẫn anh em cách đăng bài để dự thi ha. Thì thay vì mình ngồi mình nói mình đọc, thì bây giờ Long sẽ đi quay những con cá và Long đăng bài lên để Long thi luôn. Đó là cách hay nhất để mà Long hướng dẫn anh em cách làm ha. Rồi bây giờ mà anh em cùng đi quay cá với Long nha. Rồi Long sẽ chọn ba em này để mà đăng bài dự thi ha. Thì mình sẽ làm mẫu hai con thôi ha, còn chắc là Long sẽ chọn thêm đủ 5 con luôn. Mỗi người là sẽ được đăng ký 5 con, hoặc là anh em nếu mà anh em có một con thì anh em đăng ký một con thôi cũng được, tùy. Ví dụ với một cái con trăm keo kiến như thế này thì anh em mình chỉ cần là thả cái kiến vô và mình cho kè là được rồi ha, mình quay gần lại. Đó, mình quay gần lại là được, hay mình quay sát vô, dù vậy nè, đó, mình zoom gần lại là được. Đó. Nhưng cái điều quan trọng hơn á là anh em phải có cái này. Đó, mình phải dán cái này lên cái thành keo, dán ở trên cũng được, dán dưới cũng được. Dán đâu cũng được hết á. Thì trong đây nó có tên chủ cá nè và ngày quay video. Đó. Còn như hai con này anh em để trong đây không được nha. Anh em để trong đây mà anh em thả kiến vô quay là cái bài này sẽ không có được nhận nha anh em. Đó, mình phải trong cái tệ lắm là cũng phải xài hồ kiến, còn không thì mình phải dùng hồ sâu. Đó, thì bây giờ Long sẽ qua Long quay hồ sâu ha. Ở trên là tên chủ cá này, tên Long, CCBF là chơi chắc Beta Farm đó nè ha. Rồi, ngày quay. Rồi, cái con trước là con coi Red Cooper, con sau là Nemo Cooper. Thì cũng hên quá, thả vô cái nó kè liền. Thì anh em lưu ý là một cái video mình để khoảng tầm nói chung là khoảng tầm 30 giây cho đến 1 phút là được rồi. Đừng có để dài quá 1 phút ha, nó nặng tải lên lâu lắm, 30 giây cũng được. Con nào mà nó kè tốt, nó hợp tác thì mình để tầm 30 giây đổ lại là đẹp rồi. Giống như con này, còn có nhiều con mà nó kè có những cái đoạn mà nó không hợp tác á, nó túm, nó xếp đuôi thì mình phải cắt mấy cái đoạn nó ra nha anh em, mình nên cắt ra. Mình chỉ để những cái đoạn nó kè bung đẹp thôi. Như vậy thì ban giám khảo chấm nó mới giám khảo nhìn vô là thấy con cá lúc nào bung cũng đẹp hết thì điểm nó sẽ cao hơn ha. Đó là cái mẹo nhỏ dành cho anh em vậy thôi. Đó, coi Red Cooper cá đẹp cho nên Long không cần quay đèn luôn. Và tiếp theo Long quay con Fancy Cooper Cam nè. Thì cái đoạn mà tên nè với ngày quay nè thì mình chỉ cần quay khoảng vài giây là được rồi, không cần phải quay toàn bộ đâu. Chủ yếu là mình sẽ quay vài giây đầu thôi, rồi sau đó mình tập trung vào con cá ha. Thì những cái đoạn mà con cá nó đứng yên một chỗ, nó không kè nè, thì anh em nên cắt ra rồi mình ghép lại một cái video hoàn chỉnh là cá nó lúc nào cũng kè hết. Thì nếu mà mình làm được như vậy thì cái con cá của mình sẽ được đánh giá cao hơn ha, nó trình diễn tốt. Thì mỗi người á, sẽ được dự thi là 5 tác phẩm. Anh em nào có một con thì thi một con cũng được, thích thi 5 con thì 5 con. Tới ngày 15 tháng 2 là sẽ kết thúc ha. Cuộc thi thì hoàn toàn miễn phí, nhưng mà ban tổ chức thì tổ chức rất là chuyên nghiệp ha. Giải thưởng cũng rất là cao luôn. Và khi mà anh em trúng giải, ví dụ như trúng giải nhất, nhì, ba, thì ban giám khảo sẽ gọi điện video cho anh em một lần nữa để mà xác minh lại cái tính chính chủ của con cá, rồi mới trao giải ha. Cực kỳ công bằng luôn anh em ha. Thì ta xin phép dùng cái iPad để mà có cái khung hình ngang để mà nói chung là cho cái video nó đẹp vậy thôi. Còn cái giao diện ở trên web thì nó, trên điện thoại thì nó cũng như trên web thôi. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ vô cái trang gọi là Beta Market. Thì anh em dùng cái trình duyệt web ha. Anh em bấm chữ Beta nè ha. Market nè. Market. Đó, rồi Beta Market nè. Rồi mình nhập với Beta Market là trên Google nó sẽ tự nhảy ra, mình lấy cái kết quả đầu tiên thôi. Đó, mình lấy kết quả đầu tiên là ok rồi ha. Beta Market, bấm vào đây. Đây là trang web Beta Market. Đó, thì ở đây á, là mình muốn đăng bài đây nè. Có quá trời, có cái trang này nó có quá trời người bán cá luôn nè. Vừa là bán cá nè, sâu cá nè. Đây là cái mục sâu cá nè anh em ha. Rồi nó có đấu giá cá nữa nè. Đó, thì nói chung đây nè, cũng có cá đẹp quá trời luôn. Và ở bên đây nó có nhiều cái chức năng nữa nè anh em. Ở bên cái chỗ đây á, là khi mà mình mua á, là nó có cái chức năng lọc theo giá tiền nè, lọc theo dòng cá nè,
Đó, nói chung cái trang này nó rất là hay, rất là xịn. Thì bây giờ mình chỉ nói sơ sơ vậy thôi, anh em tự tìm hiểu thêm á. Và Long biết chắc cũng có nhiều YouTuber nói về cái trang này rồi. Bây giờ mình chủ yếu là mình hướng dẫn anh em cách đăng bài thôi ha. Rồi, bây giờ mình để đăng bài được thì mình phải đăng nhập nè. Đó, mình phải đăng nhập. Đó, anh em nào chưa có tài khoản thì mình bấm vô đăng ký ha. Và có thể đăng nhập bằng Facebook luôn. Mình đăng ký bằng Facebook thì nó sẽ nhanh hơn. Tại Long có tài khoản rồi. Mình điền email mật khẩu của mình vô. Rồi ok, điền xong email mật khẩu rồi thì bấm đăng nhập nè ha. Đăng nhập ở đây, đây là shop của Long. Đó. Shop Beta Bình Dương nè, đó. Mình bấm vào coi shop của bạn cái đó, mình đây có đầy đủ thông tin rồi nè ha. Facebook, Zalo rồi kiểm tra đầy đủ rồi nè ha. Sâu cá nè. Rồi bán cá rồi, Long cũng có đăng video bán cá lên đây rồi. Rồi thôi, cái đó là quảng cáo tí xíu thôi. Rồi bây giờ mình sẽ vô cái mục là ở trên cái điện thoại thì nó sẽ có cái chức năng nó rõ ràng hơn. Nó sẽ có những cái phím chức năng ở đây nè. Mà tại vì Long quay bằng iPad để mà cái khung hình nó đẹp hơn thôi ha. Trên điện thoại thì nó có mấy phím chức năng ở đây đẹp lắm. Rồi ok, mình bấm vô sâu cá nè. Đây, mình chủ bây giờ là Long sẽ bắt đầu Long đăng bài luôn nha anh em. Đăng bài Long thi thiệt luôn nha. Rồi ok. Ủa mà sâu cá cái không phải chỗ này, chỗ này là cái chỗ mình coi cá của người ta thôi. Đây nè, bài thi quá trời nè của Tuấn Lê nè. Tuấn Lê thi 5-6 bài nè. Đó. Tuấn Lê nè, thấy chưa? Chắc cũng 5 bài thôi, mọi người 5 bài thôi mà. Huỳnh Anh nè, đó. Rồi. Bây giờ mình bấm vào đăng cá bên đây nè. Thì cái tại vì đây là Long Dân dùng trên iPad cho nên là nó hơi khác tí xíu, nhưng mà cũng lui tới cũng vậy thôi, có nhiêu đó chức năng chứ mấy. Đó, thì nó sẽ hỏi mình là bạn muốn đăng gì. Bây giờ không, mình không có đấu giá, mình sâu cá thôi. Đây sâu cá thi mà. Bấm vào sâu cá. Rồi ok. Ok, mình bấm vào đăng bài nè ha. Mình chọn thư viện ảnh nè. Chỗ này là cái chỗ mà mình tải video lên. Đó. Rồi, đầu tiên Long sẽ chọn con coi Red Cooper đi. Thêm một cái nè. Đó, bây giờ nó sẽ tải video lên. Đó, thì sau đó mình điền tên cá vô phần mô tả nữa là xong rồi ha. Chọn dòng cá với điền tên cá nữa là xong. Đây, chọn dòng cá nè. Con cá của mình là coi Red Cooper. Rồi, sau đó mình sẽ ghi tên cá nè. Rồi, sau đó mình gạch ngang cái nè ha. Gạch ngang cái. Rồi. Cái này quan trọng nè anh em ha. Nó phải có cái từ cuộc thi cá beta online mới được nha anh em. Coi Red Cooper, cuộc thi cá beta online, anh em nhớ điền đúng cái cú pháp này giùm Long ha. Ở trong phần mô tả nè, mình phải có cái này thì cái bài của mình mới được duyệt, tại vì phải có cái dòng này ban giám khảo mới biết đường mà chấm ha. Rồi mình chọn publish. Rồi tiếp theo, mình lại làm tiếp thêm cái con Fancy Cooper nữa, nó cũng y chang vậy. Đây. Thêm nè ha. Đó, rồi, vậy là xong rồi, chỉ có như đây thôi. Anh em bắt buộc phải có cái này giùm Long ha. Rồi bấm publish. Là xong. Rồi, vậy là xong rồi, ban giám khảo sẽ duyệt bài của mình. Thì nó sẽ có trong phần này. Nó sẽ có trong phần này đó, các thí sinh quá trời luôn nè. Đó, mấy cái bài thi nè, anh em thấy không? Rồi. Thì cá đẹp thì rất nhiều ha. Long đây lấy ví dụ con cá này. Bấm lên cái đi. À, thì mặc dù con này á là Long biết luôn, cá này là chắc là phải là tiền triệu luôn nè. Đó, nhưng mà cũng chưa chắc có giải đâu, tại vì chấm là nó nhiều tiêu chí lắm và nó sẽ gây giống với những tiêu chí của các cuộc thi thiệt á. Ban giám khảo chuyên nghiệp mà, cho nên là Long cũng không nghĩ con này nó sẽ có được 1, 2, 3 đâu. Cá thì chắc chắn là phải tiền triệu đó, nhưng mà chưa chắc có giải đâu, cho nên anh em cứ tự tin mà đăng bài ha. Cái này là theo cái quan điểm cá nhân của Long là vậy thôi. Ok. Và như vậy là Long đã hướng dẫn xong cái cách để mà anh em mình quay cá nè, rồi đăng bài. Anh em nào có cá đẹp nè, muốn giao lưu cùng mọi người thì cứ vô trang web Beta Market này đăng bài lên chơi cho vui ha, biết đâu mình trúng thưởng sao. Thì nếu như mà anh em có những cái góp ý cho cái cuộc thi này nó thêm hay hơn thì anh em cứ để lại bình luận ở phía dưới ha. À, ban quản trị của trang web này sẽ đọc tất cả bình luận góp ý của anh em ha. Và nếu như mà anh em nào còn cái trục trặc, còn trở ngại, mình đăng bài không được hay là đăng ký thành viên không được gì đó, thì anh em cũng cứ để lại bình luận ở trong video này luôn. Long sẽ kêu ban quản trị của trang web này vô để mà hỗ trợ cho anh em ha. Nói chung là Long thì rất là sẵn lòng mà tư vấn cho anh em về, nếu như mà anh em có nhu cầu mua cá nè, mua Artemia hàng xịn nè, mua thuốc trị nấm xịn bên Long ha. Còn ví dụ như những cái trở ngại trong việc mà mình làm việc trên trang web này thì anh em cứ để lại bình luận ở đây, sẽ có những chuyên viên, chuyên gia để mà hỗ trợ cho anh em thì nó sẽ hay hơn ha. Rồi, và cái cuộc thi này Long thấy là nó quá hay luôn. Ban giám khảo sẽ chấm trong vòng 5 ngày. Và nếu như mà những anh em mà có đạt giải nhất, nhì, ba nè, là sẽ được ban giám khảo gọi điện video call qua Facebook này, Zalo để mà xác minh cái tính chính chủ ha. Để đảm bảo công bằng là không có ai mà mượn cá đồ này nọ, hoặc là lấy video của người khác để mà lên thi lấy giải ha. Rất là hay luôn. Cái video này chỉ có vậy thôi, nãy Long hơi bị cảm cho nên là cái giọng Long nó hơi dở chút xíu, anh em thông cảm ha. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi và hẹn gặp lại anh em trong những video sau nha.